Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn của mình phá từ game đầu tiên nha. House of Slenderina. Một ngôi nhà ma. Các bạn phải ở trong ngôi nhà ma này và tìm cách để hóa giải và thoát được khỏi ngôi nhà ma. Và từ game này thì các bạn phải tìm 8 mẩu giấy. Khi đủ 8 mẩu giấy, các bạn sẽ ghép vào lại và mở được cái hòm này ra. Ok, mình sẽ đi đường này đầu tiên. Không có gì ở đây. Không có chi chìa khóa là. Mẫu đầu tiên. Let's go. Ok, mẫu thứ hai. Phòng này là phòng của ông chồng bà ma. Một thứ ba. Các bạn cố gắng tìm hết ở tầng 1, sau đó thì các bạn sẽ trèo lên tầng 2, lên tầng trên tầng 2 tầng tìm tiếp. Bỏ đúng không? Đây là phòng ăn cộng với phòng bếp, rất là rộng luôn. Phòng này rất là tối bởi vì nó không có tí ánh điện nào. Và đây không có gì. Sau đó thì các bạn sẽ lên trên tầng 2 tiếp. Đây là cánh cửa để các bạn mở lên tầng 2. Một chiếc chìa khóa. Mình sẽ mở đây ra. Căn phòng vừa nãy mình chưa mở được. Không biết trong này có gì không. Không có gì luôn. Bỏ tiếp theo. Rồi tiếp tục đi vào trong sâu. Wow, đứa con này rất giống ông chồng kia, nhưng lại đi bằng 4 chân, sợ thật. Người không ra người mà quỷ không ra quỷ. Rồi và các bạn sẽ phải đi tìm tiếp mấy hai mảnh chìa khóa nữa, sau đó thì mở hai cái cửa này ra. Và tìm tiếp một tựa này nữa là các bạn sẽ hoàn thành được game. Ok, rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang một tựa game ma tiếp theo. Tựa game ma này thì chơi dễ hơn và không sợ như các tựa game ma khác. Đó là tựa game ma này thì các bạn chỉ cần ở trong một căn phòng thì con ma nó sẽ không vào bên trong được. Nó chỉ, con ma này thì đặc biệt là cái nó chỉ đi được xung quanh hành lang thôi. Còn khi mà các bạn gặp nó, các bạn chỉ cần vào một căn phòng ở đó thì nó sẽ không đe được các bạn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang căn phòng tiếp theo.
Oh, let's go. Các bạn thu thập đủ 20 chiếc túi. Nó đang ở dưới tầng 1, mình sẽ lên trên tầng 2 luôn. Dưới tầng hầm chứ. Và mình sẽ lên trên tầng 2. Thu thập tiếp. Wow, nó lại lên tầng 2 rồi. Con này nó không lên tầng 1 mà nó lên hẳn tầng 2. Nó đang ở gần đây. Let's go. Bỏ nó đang gần đây. Rồi, mình sẽ vào trong này. Oh my gosh, chạy thôi. Nó đang ngay sau mình. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào căn phòng này. Đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Granny Chapter 2. One day. Ha ha ha.
Rồi, mở đây ra xem có gì không. Không có gì trong này. Wow, wow. Hai ông bà đều ở đây. Mình sẽ xuống dưới. Ông ta đã mở cửa ở đây rồi. Bà ta đang leo mình, chạy thôi. Square. Một chiếc cờ lê. Wow. Các bạn sẽ bỏ 3 bức hình vào đây. Tí nữa các bạn sẽ ghép thành 1 bức ảnh. Lúc đó thì sẽ có một đường cửa nó sẽ mở ra. Rồi mình sẽ đi tìm tiếp xem có gì không. Chưa nằm mở được cái này ra. Wow. Đấy, mình phải chui vào. Ok. Xử lý đứa con này. Wow. Oh my god, bị cắn chết rồi. Wow, wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Bấm vào đầu nó mà nó lại bật ra là với tài chứ. Super Heroes Scary Horror. Come on.
chiếc ô tô. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Let's go. Tiến vào sâu bên trong. Ủa, không chạy được rồi. Đang định vào tòa nhà này để xem có gì không. Ai ngờ có xin hiệu bên trong. Wow, mình đang bị khóa còng tay ở đây. Biết đâu xin hiệu đang chỗ này, chuẩn luôn. Wow, tháo được còng tay rồi. Pinsel Max. Bây giờ thì mình sẽ phải đi ra ngoài. Lên trên gác. Ok. Xem nào, có đúng không. Không có gì đây. Ok, lấy xuyên tua. Chưa rồi, bị nó leo rồi. Wow, may sao không nhìn thấy mình. À, mình đang phải tìm một thứ gì đó. Oh my gosh, rất tối, rất khó nhìn luôn. Wow, rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. My D. Freeze day. Một bức ảnh. Rất khó nhìn luôn.
tốc độ chuột của cái di chuyển này nó hơi nhanh một chút, cho nên các bạn phải chơi một lúc rồi nó mới quen được. Mới có mở được cái này không? Không mở được. Let's go. Có cả ba xít à. Đây là một bức ảnh. Không kịp rồi. Xem mở cái tủ này ra xem có gì bên trong hay không. Còn thiếu hai hình nữa. Một bức hình. Ok. Oh my god. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Phasmos Popeye. Mở cửa ra là. Wow. Không phá được với tải chứ. Ok, được rồi. Cái này cần chiếc chìa khóa màu tím. Green cây. Right, okay. Wow, we don't need to know, Andy. Ở đây không biết có nối đi không? Mình sẽ phải rửa nó xuống đây. Đây là Sidon here. Sao nhìn to thế? Okay.
tầng gỗ này mình không cần với tài. Và có thể mình phải sử dụng cái này trước, sau đó thì mình sẽ lấy tầng gỗ sau. Rồi mình sẽ lấy tầng gỗ ở đây xem đi thôi nào. Mình có lấy được không? Không lấy được các bạn. Nó không hiện ra để cho các bạn lấy tấm gỗ ở đây. Thế thì làm sao mà có thể gọi là tẩu thoát được khỏi ngôi nhà này. Để mình sẽ xem con bica này như thế nào. Con xin hiền như thế nào. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Horo. Horo Granny. Yeah, let's go. Phòng ở đây không có gì, mình sẽ vào xong phòng kế bên. Toàn giường bệnh thôi. Đây như là một bệnh viện bỏ hoang khá là lâu rồi. Và rất nhiều máu me nằm ở trên những bức tường như thế này. Không biết là bị zombie hay là bị gì. Cửa này thì không mở được. Oh my god. Đi luôn. Bà ta đi chạy nhanh cả mình. Tài thật. Wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.